Rồi Nguyệt Nguyệt hai câu. Rồi tới Võ Đông Sơ thể theo cầu của anh Dự ha. Dạ thưa bà. Rồi dứt cái này là chuẩn bị leo lên nha. Lên xe, chuẩn bị leo lên xe. Kìa, ông là ai? Tôi chỉ là một kẻ ăn mày tới đầu đường xó chợ. Một gã ăn mày? Phải. Vậy mà tôi cứ tưởng ông cần gì bát tiền hay cơm gạo. Tôi đến đây dụng ý không phải khất thực như hàng ngày. Vậy ông cần gì? Tôi đến đây nhìn lại nhung nhang của lệnh bà cho thỏa lòng mộng nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo. Ông là ai? Là ai? Bà hãy xem kẻ khốn nạn này là ai đây. Trúc Bảo, anh chưa còn sống. Thảo Lan. Đừng. Em chưa anh chưa tới gần em. Tại sao? Tại sao vậy Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quê ngõ nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người. Em đi đâu? Để có qua đi chuyện tình ngàn đời. Cho dù lòng em vẫn còn thương một nhau. Những kỷ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau. Hết rồi. Hết rồi. Làm cho ai phải là cầm môi tâm bao biết em xanh tóc mẹ và dời bão nỗi nhớ niềm thương ra đứa con tim. Làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chày tạt tèo thương đôi quá lạnh lẽo chốn cô phòng. Sao những cảnh đoạn
giặt lúa mà ai trở thành bà tổng công phu nhân. Bà ơi, cho đến nay tôi biết tôi đã lầm, nghe say lâu già yêu thương cơn bạn ta. Tôi thân lâu khổ sầu đã làm bà tàn phai nhan sắc, nào là bà giờ vui tươi trong giặt lúa vàng xuân. Xe luôn. Gió đâu sao?